Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một công thức nước sốt cực kỳ ngon, có thể ăn được với tất cả các món ăn và các bé rất là thích. Và cái món nước sốt đặc biệt này thì nó có nhiều magie. Các bạn học bài magie phải không ạ? Thì biết được cái tầm quan trọng của magie. Rồi, ngoài ra thì cái công thức nước sốt này còn giúp kháng viêm nữa, kháng viêm và làm giúp tăng cường hệ miễn dịch nữa. Cho nên là công thức này rất là tuyệt vời. Đây là công thức mà mình sử dụng suốt luôn, hầu như là một ngày, một tuần 7 ngày thì phải ăn nó từ 3 đến 4 lần rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua nguyên liệu nha. Thứ nhất là chúng ta cần có hạt bí. Hạt bí, các bạn mua loại hạt bí tươi và khô, chứ đừng có mua cái loại hạt bí mà người ta đã rang rồi ha. Những cái gì mà người ta đã qua xử lý rồi thì mình sẽ không sử dụng. Và lưu ý là mình không có sử dụng hạt đậu phộng. Cái này là mình sử dụng hạt bí nha. Có thể hạt đậu phộng nó sẽ ngon hơn với công thức này, nhưng mà mình không sử dụng hạt đậu phộng. Bởi vì hạt đậu phộng mình không khuyến khích mọi người là rang lên rồi ăn như vậy. Thì mình sẽ sử dụng hạt bí. Hạt bí thì cái lượng magie rất là cao. Rồi, tiếp theo là chúng ta có tỏi ha. Với nhà mình ba người thì mình sẽ sử dụng 3 tép tỏi. Và có người lớn các bạn muốn ăn cay hơn á, thì các bạn cho thêm ớt. Rồi, sau đó chúng ta có nước sốt tamari. Tamari thì là một cái loại nước nước tương ở bên Nhật, nó nhìn nó giống giống hơi giống như xì dầu ở Việt Nam đúng không mọi người? Nhưng mà xì dầu của Việt Nam á, thì người ta không có lên men tự nhiên, còn cái loại mà tamari đó là xì dầu nhưng mà lên men tự nhiên. Các bạn cứ tìm mua là các bạn sẽ tìm được tamari ha. Rồi, tiếp theo đó là mật ong. Mình không có ăn đường, không ăn đường mà mình sử dụng mật ong. Mật ong thì có nhiều enzyme tiêu hóa này, rồi giúp cho hệ miễn dịch tốt nữa, cho nên là mình sẽ sử dụng mật ong. Tiếp theo là giấm táo. Giấm táo, và cái giấm táo này nó hơi đặc biệt một chút xíu, là các bạn có thấy có những cái lá lá ở dưới không ạ? Thì đó là hương thảo mà mình bỏ vô. Thì cái này á là giấm táo. Giấm táo mình đã làm xong, sau đó thì mình bỏ hương thảo vô một thời gian sau, để tầm khoảng 1 tháng là chúng ta có thể sử dụng được. Thì cái giấm táo này nó không còn mùi hôi như là giấm táo bình thường nữa. Bởi vì giấm táo bình thường nó hay có cái mùi nồng nồng đúng không? Chua chua, nhưng mà khi mà bỏ hương thảo vô là nó thơm tuyệt vời luôn, không có mùi gì hết, cực kỳ thơm. Và trong bản thân hương thảo là cũng có, nó là một cái vị thuốc công dụng rất là tốt cho phụ nữ, cho nên là cái giấm táo này là công dụng tuyệt vời. Và nếu các bạn muốn tóc mượt, các bạn có thể sử dụng cái này để mà xả lại tóc cũng rất là tuyệt vời. Rồi, ngôi sao của hôm nay là dầu ngâm với hạt điều mộc. Mà các bạn học bài vitamin E rồi thì biết đây là một trong những cái công thức vừa dễ vừa rẻ tiền mà lại có khả năng là phòng chống ung thư nữa. Hôm nay tiếp theo, cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm son môi từ hạt điều mộc ha. Bây giờ các bạn rang đến khi nào mà các bạn thấy là cái hạt bí nó bắt đầu nó hơi phồng phồng, nó hơi mập mập lên ha. Đó, được. Đó, cái hạt bí nó hơi phồng rồi, còn cái này đúng không?
ăn ớt ha. Thì mình không nên ăn ớt, mình có thể thay thế bằng tiêu. Còn những bạn mà bình thường không có vấn đề gì hết thì mình có thể ăn ớt. Xong rồi cái là mình sẽ lấy cái tỏi và cái ớt này ra trong tô trước ha. Mình phải giã tỏi và ớt trước để trước thì nó sẽ bị dính khối khó dạ. Rồi sau đó mình sẽ cho hạt bí vào và tiếp theo là mình sẽ giã nhuyễn luôn. Các bạn giả đến khi nào mà nó nát đến cái độ mà các bạn thích thì mình có thể dùng cái này mình chịu khó mình giả thì nó sẽ ngon hơn là mình dùng máy xay. Máy xay thì nó sẽ nát bét ra hết, nó không có được ngon lắm. Mình thì mình thích ăn như thế này, đó là những cái gì mà mình còn nhận biết được cái hình dạng đó. Cái gì mà nó nát tương ra là mình không có thích, cho nên mình để như thế này, nhưng mà tùy các bạn. Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang pha nước sốt ha. Thì chúng ta đã giả xong hạt bí rồi, chúng ta pha nước sốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ pha nước ha. Thì đầu tiên mình sẽ cho chấm táo vô trước. Các bạn có thể cho 3 muỗng chấm táo. Thông thường thì cứ mỗi người á, trong một bữa ăn thì mình sẽ tính 1 muỗng chấm táo, cho nên là nhà mình có 3 người thì mình sẽ cho 3 muỗng. Và nó cũng phù hợp với cái tỷ lệ này luôn. 3 muỗng chấm táo. Và tới được xì dầu ha, tương tamari. Tamari chứ không phải là xì dầu. Là mình cũng cho 3 muỗng. Cái độ mặn á, thì nó sẽ tương đồng với cái độ chua. Nên là 3 muỗng chấm táo, 3 muỗng tamari. Rồi mình sẽ đánh lên. Mình kỹ tính hơn một chút. Nếu mà ví dụ như nhà mình mà có người mà bị nhạy cảm về dạ dày hoặc là em bé nhỏ thì mình sẽ ngâm cái hỗn hợp này trước vào trong giấm táo thì nó sẽ giảm cái việc gây rát cái dạ dày hơn. Tỏi và ớt nó sẽ được ngâm vào trong giấm táo, các bạn có thể để ngâm 10 phút rồi mình mới cho tiếp những cái nguyên liệu tiếp theo, còn hoặc là các bạn không có vấn đề gì thì không sao cả. Rồi mình sẽ cho mật ong ha. Mật ong thì tùy vào gia đình muốn ăn ngọt như thế nào thì mình sẽ cho như vậy. Gia đình mình thì khoảng tầm 1 muỗng như thế này là ok. Với mật ong thật á mọi người, tức là mật ong mà người ta không có xử lý qua nhiệt á, thì khi mà các bạn mua về để một thời gian á, nó sẽ đóng lại như thế này. Còn cái mật ong mà nó luôn luôn là ở cái dạng lỏng, các bạn để khoảng 3-4 tháng mà nó vẫn cứ lỏng hoài thì đấy là mật ong đã bị xử lý qua nhiệt, nó không có tốt bằng mật ong thật. Mật ong mà bình thường như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều enzyme, còn xử lý qua nhiệt rồi thì nó đã bị mất hết enzyme rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thần dược của chúng ta vào. Các bạn học bài vitamin E thì biết đây là một cái có thể gọi là thần dược. Thần dược cho tất cả mọi người, cho các chị phụ nữ, rồi chống oxy hóa, chống lão hóa, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ cho tùy vào các bạn muốn ăn như thế nào, nhưng mà với mình thì khoảng từ 1 cho đến 2 muỗng là ok. Cái dầu này mình ngâm với dầu ô liu ép lạnh các bạn ha. Rồi sau đó chúng mình đánh lên. Và cuối cùng mình mới cho cái hạt bí vô. Tại vì nếu mà mình cho hạt bí vô đầu tiên á, nó sẽ bị vón phục, sẽ không có rơi ra được. Nên là mình xong hết cái phần lỏng rồi mình sẽ cho cái phần khô vô ha. Các bạn thấy là cái màu nó lên rất là đẹp đúng không? Nhờ vào cái hạt điều màu.
dầu ô liu ép lạnh và dầu ô liu ướp lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ cho hạt bí vô ha. Nếu các bạn không có hạt bí thì các bạn có thể thay bằng hạt hướng dương cũng được. Nhưng mà hạt hướng dương á, thì cái maze nó không có bằng, nó không có cao bằng hạt bí. Nếu mà chúng ta chỉ ăn canxi nhiều, bổ sung canxi, lo bổ sung canxi mà không có nghĩ đến cân bằng maze, không có nghĩ đến cái tỷ lệ cân bằng giữa maze và canxi thì nhiều khi nó gây hại cho sức khỏe nhiều hơn là có lợi ha. Cho nên là chúng ta luôn luôn phải ăn một cái chế độ ăn mà whole food, một chế độ ăn mà những cái thức ăn thật để có đầy đủ khoáng chất và cái tỷ lệ các khoáng chất nó cân bằng với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh ra. Xin đảm bảo với mọi người là cái nước sốt này là ai ăn cũng mê hết á. Trẻ nhỏ ăn cũng rất là mê nè, người lớn ăn cũng rất là mê nè. Và khi mà các mẹ hay than phiền là con không ăn được rau á, thì hãy làm nước sốt này để cho con mình ăn. Bởi vì nó ngon á, nó chấm cái rau nó ăn là nó sẽ thấy rất là ngon. Nước sốt này các bạn có thể dùng để chan lên cơm ăn, chấm rau ăn, chấm bánh cuốn cả, vân vân và vân vân. Nếu mà ai lười hơn thì có thể làm nhiều một lần, sau đó chúng ta sẽ bỏ vào tủ lạnh. Thì với cái tỷ lệ mặn và vì có giấm táo này, vì có ớt rồi vì có tỏi thì mình có thể giữ được từ 4 đến 5 ngày ha. Đừng có để lâu quá là không có tốt. 4 đến 5 ngày thì mình có thể giữ được. Nhưng mà tốt nhất là cứ mỗi lần mình ăn thì mình sẽ làm tươi như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ để cái mình ủ cái nước sốt này tầm 20 phút, sau đó thì sẽ ăn là tốt hơn ha. Rồi như vậy hôm nay mình đã hướng dẫn cho mọi người cách làm nước sốt thần kỳ, vừa ngon mà vừa tốt cho sức khỏe.